À, chào các bạn ơi, nay mình sẽ unboxing cái kính hiển vi sinh học 2 mắt của Trung Quốc ha, model là SZ109N đó, được nhập khẩu phân phối trực tiếp tại công ty Khang Kiên. Đây là cái hệ thống mâm xoay của kính này, làm cho trang chắn bao gồm 4x, 10x, 40x và 100x ha, để làm sao đó. Cái này là hệ thống đèn rồi, đây là bàn xa chuột này, chúng ta tủ quang đây, tủ quang cũng có nâng hạ này các bạn đó, nâng hạ đầy đủ ha, chỉnh tiêu cự rồi chỉnh focus rồi đầy đủ ha. Đây hệ thống lên xuống chỉnh tinh thô cũng bài bản đó. Rồi đây là tủ kính của ta, đầu quan sát. Đây là dòng kính hiển vi sinh học 2 mắt của Trung Quốc sản xuất ha, Trung Quốc nội địa này. Model này rất là tốt ha, và tiết kiệm được nhiều chi phí. Chúng ta sử dụng kính này là gắn đầu quan sát luôn. Khi ta nhận kính vậy, ta nới bên này nó có ốc này bạn. Đây, bên này có ốc này. Ta sẽ nới ốc này ra và siết đầu quan sát lại như thế này mới đúng nha. Nhiều người gắn phía sau là không đúng đâu. Sai đó. Hỏi thì kính ở đây thì nó có hai loại này, một loại là 10x quan chiếu 18 và một loại là 16x ha. Đây, loại 16x và một loại là có 16x trên này các bạn, là lên đến 1600 lần. Để tí mình sẽ mở ra các bạn xem. Gắn cái 10x trước ha. À, để view trực tiếp chất lượng hình ảnh thì mình sẽ gắn với kết nối với camera. Các bạn có thể liên hệ Khang Kiên để mua camera CKV 952. Mình nhập khẩu phân phối trực tiếp tại Khang Kiên. Camera này của Đài Loan rất là tốt ha. Mình sẽ gắn trực tiếp lên trên màn hình để các bạn xem được chất lượng của kính hiển vi 109 là phân phối bởi Khang Kiên các bạn. Đấy. Các bạn trang bị thêm một cái camera thì nó sẽ gắn quê này. Tại vì dòng này dòng hai mắt mà. Chúng ta sẽ gắn như vậy để kết nối. Đây HDMI. Đó, bằng nguồn, dây nguồn điện đây. Bài bản ha, hàng nội địa của Trung Quốc này. Sản xuất cũng rất bài bản. Nếu các bạn có mua thì sẽ tặng cho các bạn một cái lam bao phấn hoa ly cắt ngang để chúng ta có thể làm mẫu, hoặc là những cái lam giải phẫu bệnh để cho con em chúng ta nghiên cứu về sinh học sớm, chúng ta sẽ mua cái sản phẩm ha. Đây phía sau này là nguồn chúng ta sử dụng nguồn điện 220 kết nối phía sau các bạn. Đó, 220. Đây là cốt SZ109N. Quên nối với nguồn điện ở đây. Kính bài bản để đúng vậy. Thì bên tay phải thì sẽ là công tắc nguồn. Ta sẽ mở nguồn bên đây và có thể điều chỉnh ánh sáng bên này các bạn. Đó, tăng giảm ánh sáng ở đây. Đây, các bạn thấy trên màn hình nó hiển thị lên để chúng ta này. Mình sẽ lấy một cái lam thử cho các bạn. Như đây là cái lam để hoa mè, chúng ta nghiên cứu chưa? Đang ở 4x các bạn. Đây. Để chúng ta nghiên cứu. Rồi, qua 10x này, phóng đại lên. Rồi. Thì chất lượng thì các bạn có thể xem trên màn hình là cách rõ nhất ha. 4x này. Và lưu ý là đây là kính hiển vi SZ109N. Phối bởi Khang Kiên. Và lấy tiêu cự một tí. Đây là cái bóng làm là hơi dơ ha, để nó bật nó dơ. Đấy. Để nó vượt. Hát đờ các bạn. Rồi mình sẽ lấy một cái lam giải phẫu bệnh ha. Lam xử lý bằng là bát niêm. Lấy một cái lam nhuộm, cái này là emo ha. Các bạn cho nó đây là cái camera bị dơ. Rồi mình quay lại cái bố đích mình thử cho các bạn. Đó, mình sao được cái cổ bi luôn ha. Đây các bạn thấy đây là cái
mẫu bột của mẫu bệnh này, cái kính này. Thì kính này các bạn có thể nghiên cứu về các cái thủy hải sản này, nghiên cứu bệnh của tôm hay gì đó để đều ứng dụng được cái kính này, rất là tốt ha. Ngoài ra thì tại Khang Kiên này sẽ có những cái giải pháp các bạn về cái kính lý của các hãng nổi tiếng như Olympus này, Kenzei hay là của Meiji, của Nikon Nhật Bản. Nhiều loại kính thì các bạn có thể mua sản phẩm của Khang Kiên, chúng ta có thể sử dụng. Chúng ta có thể đóng màn chặt, tăng màu sáng cho cái mẫu người ta đẹp hơn. Cách mà lên camera như vậy thì cho chúng ta biết được cái kính của ta tốt mức nào. Thay vì cứ nói nhiều người review về sản phẩm thì cứ nói không là rất khó. Thế camera thì 17 một chút. Rồi. Qua 100 mà chưa dùng dầu soi các bạn. Chưa dùng dầu soi. Đây là cái thao tác mà chúng ta kết nối với camera để mình view cho các bạn xem. Cái ống camera này hơi mở chút này. Rồi, thì đây là cái vật kính 10x các bạn, 10x nha. Còn đây là 16x này. 16x thì nó sẽ view, nó ghi lên cái đầu quan sát như vậy. Đây, 16x, các bạn thấy do không? WF 16x. Đó. Gắn ở đây lên 1600 lần. Chúng ta dùng cái vật kính nào thì chúng ta sẽ gắn vật kính đó nha. Đó. Này vậy, ta mở ra. Ta kết nối. Ở đây. Thì đây nó sẽ có một cái ốc để chúng ta siết vô cho nó chắc. Khi chúng ta dùng thì chúng ta sẽ chỉnh đồng hai mắt, cách này chỉnh ốc bên bên trái này cho nó trùng vô một ảnh chúng ta. Chúng ta quan sát cái kính nó được đẹp mẫu này. Và chỉ tính là đẹp ha. Khi lên 1600 lần này thì cái quang trường nó rộng hơn. Chúng ta có thể coi mẫu đây. Đó. Với kính Trung Quốc mà giá thành rẻ thì chúng ta đây là sự lựa chọn hoàn hảo ha. Hàng này liên doanh giữa Đài Loan nên nó có chất lượng ổn định và chính xác rất là cao, rất là đẹp. Chúng ta có thể mua hàng. Đó. Đây là một cái kính rất là ôm. Ok, chúng ta lựa chọn dòng kính của China để chúng ta nghiên cứu, để chúng ta sử dụng. Thì mình sẽ lấy một cái điện thoại, mình sẽ cho các bạn xem camera, như vậy. Ở cái quang trường là 16 các bạn. Đây, đây các bạn. Đó, trong kính nó nhìn thấy này. Đó. Tay mình hơi zoom. Đó, đây mình để sát luôn này. Đó. Đây là những gì mình thấy trong trong cái mắt mình đó. Đó, cái bức kính 16 các bạn. Có kẹp thì người ta sẽ để nó tốt hơn. Đó, đây là kính hiển vi SM109N. Nếu các bạn có nhu cầu mua sản phẩm thì vui lòng mà truy cập website kinhhienvi.com.vn hoặc liên hệ hotline 0902 959 547. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các video lần sau. Đây, vật kính thì cung cấp hai loại để chúng ta có thể sử dụng. Cái kính này. Đó. Khi chúng ta nâng hạ cái lấy làm, ta lấy làm là chúng ta phải hạ xuống hết cái tiêu cự như vậy. Đó. Để chúng ta nó đỡ bị hư, ăn mòn cái vật này ha. Lấy ra như vậy thì sẽ được tốt hơn. Chúng ta mua cái bóp hơi, ta vệ sinh vậy, dùng 100 bát buộc chúng ta phải lau. Đó là SM109N. Đây, và các bạn có thể truy cập mã code để vào liên hệ mua hàng như là Khang Kiên.